À, cái query tiếp theo mà thầy muốn ôn tập cho các bạn đó là phần G ha, sử dụng update query. Thì update query có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta cập nhật ha, chúng ta cập nhật dữ liệu trong cái bảng dữ liệu á, thay vì chúng ta mở cái bảng lên chúng ta muốn sửa đổi nội dung trong cái bảng đó đúng không? Thông tin trong cái bảng đó. Thì chúng ta mở cái bảng lên, chúng ta sửa lại ha. Giả dụ chúng ta muốn cập nhật được cái thông tin sinh viên này từ người này sang người khác hoặc là cập nhật các thông tin còn lại như thế này. Thì chúng ta mở bảng lên là chúng ta tự tự gõ vào chúng ta sửa đúng không? Nhưng mà có thể thông qua cái update query này chúng ta có thể cập nhật được dữ liệu trong cái bảng đó. Bằng cách này thì chúng ta dùng là update query. Mà dùng như thế nào? Thì các bạn xem ha, xem như thế này. Ở đây giả dụ như cái câu G1, họ nói mình là tăng thêm học bổng cho các cái sinh viên thuộc khoa tin học mỗi người 30 ngàn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa ở đây người ta muốn là cái khoa tin học đây thì mở đi nhá. Sinh viên khoa tin học đây học bổng đây nó có sẵn rồi nhá. Đó. Học bổng mặc định nó có sẵn rồi. Nhưng bây giờ họ muốn nói mình là cái học bổng đang có rồi đúng không? Giả dụ như trường hợp này là 20 ngàn đúng không? Tăng thêm 30 ngàn, có nghĩa là từ 20 ngàn cộng thêm 30 ngàn là 50 ngàn. Đấy kiểu vậy đó. Có nghĩa là cộng từ cái học bổng đang có, hiện đang có này cộng thêm tiền vô. Cộng thêm 30 ngàn vô. Vô cái học bổng đang có này, cộng thêm nha chứ không phải là xóa hay đè đi hay là xóa đi cập nhật lại đâu, mà mình cộng thêm với cái số đang có này chúng ta cộng thêm vô. Nhưng mà cộng cho cái sinh viên thuộc khoa nào? Là khoa tin học thôi. Chứ ở đây không phải đây khoa tin văn thì chúng ta phải chú ý là theo điều kiện là cái khoa tin học thì mới được cộng thêm. Như trường hợp đây thì cộng rất là nhiều lần rồi nó lên nó tăng này, không số không phải lớn như vậy đâu nha. Nhưng mà do thầy dạy nhiều nhiều lớp á, cho nên nó tăng lên. Nó cộng thêm vô. Cứ mỗi lần cộng thì nó tăng lên 30 ngàn. Thì bấm nhiều lần quá thì nó lên đến mức này rồi nè. Đó. Thì làm như thế nào để cập nhật được? Thì đầu tiên các bạn tạo ra một cái query bình thường ha, chúng ta chuyển qua update query ha. Chúng ta nhớ là chúng ta chú ý là chỉ cộng cho những người khoa tin học thôi nhé. Chúng ta làm như sau. Đây tạo ra một cái query mới nha, query mới như thế này. Chúng ta xem thử cái thông tin chúng ta cập nhật ở bảng nào. Nó là bảng sinh viên, đúng không? Bảng sinh viên, chúng ta lấy bảng sinh viên ra. Đó. Sau đó chúng ta đang từ cái select query này, chúng ta phải chuyển nhá, chúng ta phải chuyển từ select query sang update query luôn ha. Chứ mấy ở các cái query, mấy table query trước chúng ta làm cái select query hoàn thành rồi, chúng ta mới chuyển qua mấy table đúng không? Nhưng mà đối với update query này thì chúng ta nên chuyển nó từ cái select này này. Chúng ta chuyển qua update luôn ha, thì nó sẽ hiện thêm cho chúng ta một cái dòng nữa là dòng update to này. Chứ trước đó là cái dòng update to này không có ha, update to không có. Chúng ta select đây để có cái mấy dòng này, nhưng mà sang cái chuyển qua update to thì nó mới có cái dòng update to này. Đó. Đó, sau đó là đây là chúng ta chuyển qua update query rồi đó. Rồi chúng ta xem chúng ta cập nhật cái gì, chúng ta cập nhật cái gì ở đâu. Ở cái bảng này chúng ta biết rồi, cập nhật cái thông tin đó là thông tin về học bổng. Bảng nào? Bảng sinh viên thì chúng ta biết bảng sinh viên, chúng ta đã lấy bảng sinh viên vô đây rồi đó. Thì cập nhật cái field nào, field học bổng của bảng nào, bảng sinh viên, cái giá trị cập nhật là cái gì chúng ta ghi ở đây, có cần điều kiện gì hay không ta ghi ở đây. Thì trong trường hợp này điều kiện đây ta nói là thuộc khoa tin học, nếu mà bạn nào lười thì có thể ghi cái mã khoa đây, ghi chữ TH lên là xong. Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà tường minh á, để dễ hiểu á, thì bạn có thể là lấy cho thầy cái sâu thêm cho thầy cái tên khoa, danh mục khoa vô. Cái danh mục khoa thì chúng ta lấy được cái tên khoa luôn là khoa tin học, nó có điều kiện là tin học. Chúng ta có nghĩa chúng ta chỉ cập nhật thêm tính cộng thêm cái học bổng á, cho những cái người thuộc khoa tin học mà thôi. Đó, đây là thuộc khoa tin học nó mới cập nhật nha, chứ không phải nó cập nhật hết đâu. Và thứ hai là giá trị cập nhật ở đây ấy, thì học bổng nó đang có rồi đúng không? Thì nó cộng thêm 30 ngàn thì chúng ta viết như sau. Ở các cái update to này chúng ta phải ghi học bổng, chúng ta phải tự ghi cho nó hoặc vuông cho nó luôn ha, chứ nó không tự hiểu hoặc vuông đâu. Học bổng. Chúng ta lấy học bổng hiện có và chúng ta cộng thêm 30 ngàn vô. Đó vậy đó. Chứ nếu bây giờ bạn chỉ cần ghi chữ 30 ngàn không thôi thì nó đè luôn 30 ngàn này vô cho học bổng, coi như là xóa trắng luôn. Tất cả cái giá trị đang học bổng đang có bao nhiêu không cần biết, nó đè vô là 30 ngàn thành giờ thành 30 ngàn hết. Nếu như bạn chỉ cần ghi chữ 30 ngàn không thôi. Còn nếu bạn ghi chữ học bổng cộng 30 ngàn thì nó lấy đúng cái học bổng đang có đó. Nó cộng thêm 30 ngàn cho các bạn. Đó, chú ý cái trường hợp chúng ta ghi update to chúng ta ghi phải chính xác ha, là học bổng hiện có cộng thêm 30 ngàn thì chúng ta ghi như thế này. Và trong cái ô update to này thì chúng ta nếu có phần trăm á thì chúng ta phải chuyển qua số thực ha, số thực phân. Còn cái field chúng ta cần dùng á, thì chúng ta phải để trong dấu hoặc vuông. Đó, chú ý như vậy. Thứ hai là cái này không phải là cập nhật 30 ngàn cho tất cả mọi người, mà chỉ cho cái người thuộc khoa tin học không thôi. Thì có hai cách thầy nói đó. Một là chúng ta dùng mã khoa thì chúng ta ghi chữ TH. Còn nếu bạn nào dễ hiểu thì bạn ghi chữ tên khoa thì phải lấy thêm cái bảng danh mục khoa. Chúng ta ghi chữ tin học vô là xong. Đó nha, chúng ta chuyển từ select sang update luôn nha. Chúng ta view lên. Đó. Đây là trước khi cộng thì nó như thế này. Đó. Bây giờ chúng ta nhấn run thì nó sẽ cộng vô, run thì nó sẽ thực thi cho chúng ta. Đó.
thì bạn thử thực thi này, yes này, nó sẽ cộng nhận thế thôi. Mà chỉ cập nhật đúng cho cái người thuộc khoa tin học thôi. Giờ thì có thể xem trước nha, thầy mở lên bạn xem trước này. À, tin học đây nhé, 255 đúng không? Nếu bây giờ thầy cộng nó sẽ thành là 285 cho bạn xem nhé. Thầy nhớ người đầu tiên thôi. À, view lên thử nhé, đây là trước khi cập nhật đây. Giờ thầy nhấn này lên thử luôn này, không sao, đây đã lỡ cập nhật nhiều rồi thì cập nhật thêm cũng chẳng sao. Ok, thì bây giờ là 255 thành 285. Đấy, thầy nhớ số đầu tiên, không mấy số sau thì không nhớ, tại vì số đầu tiên nó đúng rồi thì mấy cái số sau nó cũng đúng thôi. Đó, từ 255 này 285 đây, nó cộng thêm 30.000 nữa. Đó, thì đó là câu đầu tiên đấy. Chúng ta làm như vậy, đó là cộng thêm cái học bổng cho những người thuộc khoa tin học, mỗi người thêm 30.000 nữa. Đó, đó là câu đầu tiên. Cứ tương tự như vậy thì sang cái câu G2. Câu G2 thì nó nói mình là cộng thêm điểm, cộng thêm 0.5 điểm cho những cái người thi cái môn triết học Đông phương. Đó, nhưng mà không phải tất cả mọi người, mà chỉ cho những người mà có điểm thi nhỏ hơn 9.5 thôi. Đó là nhớ từ 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 9 điểm trở xuống á. Trường hợp là 9.5 trở lên là như 9.5 hoặc 10 là chúng ta không cộng nữa. Đó, ý muốn nói như vậy đó. Đó, thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta biết được là cập nhật điểm là cập nhật ở bảng nào, điểm ở đâu, điểm trong bảng kết quả. Thì chúng ta phải tạo ra một cái query mới. Thầy có rồi, thầy không lưu nha. À, tạo query mới đây. Chúng ta cập nhật lấy cái bảng điểm vô, bảng kết quả vô. Chúng ta cập nhật cái gì? Cập nhật điểm, chúng ta chuyển từ select query sang update query và chúng ta cập nhật điểm đây. Điểm thì có nghĩa là chúng ta lấy điểm hiện có đó. Điểm hiện có này, điểm hiện có đây là điểm. Cộng thêm 0.5 điểm môn nữa. Đó. Nhưng mà cộng hết tất cả hay sao? Thuộc khoa nào hay thuộc môn nào hay là cái gì? Hay là cứ cộng tất cả, nếu mà chúng ta để nguyên như thế này mà chúng ta run luôn đó, thì nó sẽ cộng đều luôn. Tất cả mọi người trong cái bảng điểm kết quả đó có bao nhiêu điểm thì cứ cộng thêm thêm hết, kể cả những người thuộc các môn học khác nó cũng cộng luôn, hoặc là những người đang 10 điểm thành 10.5 luôn cũng sai, không đúng. Cho nên chúng ta phải chú ý là cộng điểm này cho những điểm nào, cho trường hợp nào, trường hợp mà nhỏ hơn thôi, điểm mà nhỏ hơn này, nhỏ hơn 9.5 thôi thì mới cộng vô. Đó, cái trường hợp mà điểm nó nhỏ hơn 9.5 thì mới cộng. Mà cộng cho ai, cộng cho môn nào hay cộng tất cả các môn? Ở đây họ nói mình là cộng cho cái môn triết học Đông phương thôi. Đó, cho nên chúng ta phải lấy được cái tên môn nữa. Ở đây nè, cái mã môn học chúng ta không biết được cái mã bao nhiêu đúng không? Hoặc là chúng ta tự tìm cái mã chúng ta ghi vô. Giống như mã 01 chẳng hạn. Nhưng mà trường hợp này thì chúng ta nên dùng cái tên, thì chúng ta lấy thêm cái bảng là bảng môn học. Thì trong bảng môn học này nó có cái tên môn này nè. Đó, ta ghi điều kiện là gì? Triết học Đông phương. Đó, đó để đó. Thì khi đó nó sẽ cộng thêm 0.5 điểm cho những người, cho những cái môn học triết học Đông phương thôi. Nhưng mà không phải tất cả mọi người, mà chỉ cộng cho trường hợp là điểm nhỏ hơn 9.5 mới cộng vô. Còn lớn hơn 9.5 là không cộng. Đó, view thử này. Cái trường hợp nào không? Đó. Trường hợp là 8.5, 5.5 thì nó được cộng thêm này. Thực sự cái số này nó không phải số này đâu. Nó nhỏ hơn nữa thì do thầy cộng mấy lần rồi thì nó tăng lên đó. Và trường hợp mà có hai người cũng triết học Đông phương như học 5 người thì phải. Mà người ta được 9 điểm rưỡi hay 10 điểm rồi thì nó không có trong danh sách này nữa. Đây bạn có thể xem này. Triết Đông phương là mã 01 thì phải, đây này. Số 10 nó là không có trong danh sách. Số 10 là full rồi. Hoặc là 9.5 cũng full rồi. Thì nó không cộng nữa. Nó chỉ cộng cho những người mà nhỏ hơn 9.5 thôi. Đó. Cho nên các bạn phải nhớ là điều kiện, ghi thêm điều kiện là nhỏ hơn 9.5 nhé. Chứ không nhiều khi quên trường hợp này. Và điểm ấy thì chúng ta lấy cái điểm hiện có cộng thêm 0.5. Đó. Còn cái tên môn học á là cộng thêm cho cái môn mà triết học Đông phương mà thôi nha, không phải tất cả các môn đâu. Đó, chúng ta run cái view thử này. Bạn run thì nó sẽ thực thi này, yes, xong 3 dòng. Rồi thôi khỏi ha, thầy không có, thầy không run nữa, run thì sẽ cập nhật thôi. Còn cái trường hợp đây là cách làm thứ nhất. Còn đối với cách làm thứ hai này á, thầy cũng có cách làm thứ hai, đó là thầy làm bằng viết hàng if. Cái G2 này ha, thì có hai cách nha, G1 đây, G2 đúng không? G2 viết theo kiểu là trực tiếp đấy. Còn có thể thầy có dùng một hàm if nữa. Có cái G đâu, có cái G2 đâu. Có cái cầu G đâu. Đây G đây, G2B đây. Đó thầy viết trực tiếp, G đây thầy viết như thế này. Ở đây viết trực tiếp đây rồi ha. G2 đây này. Đó. Thầy cũng cộng như vậy mà thầy dùng không, thay vì thầy viết điều kiện ở nhỏ hơn 9.5 ở đây thì thầy viết như sau. Đó, bạn nào mà thích lập trình thì biết, hay thích lập trình thì hay biết kiểu này này. Thầy viết cái kiểu thói quen của thầy đây. Là nếu điểm ha, dùng hàm if, nếu điểm nhỏ hơn 9.5 thì trả về điểm cộng cho 0.5. Và ngược lại trả về điểm thì khi đó là cái giá trị đây nó chỉ chọn một trong hai thôi. À, điểm cộng 0.5 hoặc là điểm
thì hạ yếp này nó xử lý, nó chỉ trả về cho chúng ta là một trong hai trường hợp. Nếu trường hợp mà điểm nó nhỏ hơn 9.5 thì nó trả về điểm cộng 0.5, cái là cộng thêm vô. Còn trường hợp là điểm mà lớn hơn 9.5 thì nó chỉ trả về điểm thôi, không cộng nữa, thì có chính nó trả về chính nó, coi như là không có gì thay đổi cả. Đây là một cách viết thứ hai. Đó, viết thứ hai như thế này. Thì bạn đã có thể tham khảo thêm. Còn nếu mà không không hiểu cách viết này thì các bạn cứ làm theo cách bình thường thôi. Đó là chúng ta viết điểm cộng 0.5 ở đây, nhưng mà điều kiện chúng ta ghi là nhỏ hơn 9.5 là xong. Còn bạn nào mà thích viết kiểu này thì viết không sao cả. Thì chúng ta dùng hàm if thì nó trả về, nó xét điều kiện xong rồi nó trả về một trong hai giá trị. Thì khi đó cập nhật vô trong cái điểm này thì cũng chỉ cập nhật một trong hai giá trị thôi. Thì cũng đúng như thường, không sao cả. Thì các bạn cần tham khảo thêm ha. Còn đây này, hai cách. Đó, trường hợp đó là thầy nói về cái update query ha, cập nhật dữ liệu cho một cái bảng. Thì chúng ta dùng update query như vậy. Chú ý là cái update to và cái thông tin cho update to thì chúng ta để trong dấu ngoặc vuông. Còn số điểm thì chúng ta chuyển qua dấu thập phân, không dùng phần trăm nha. Tương tự như vậy thì chúng ta sang cái câu phần mới, đó là append query. Append query thì ở đây chúng ta có ba ba câu ha, ba câu thì nó cũng ba dạng khác nhau. Thì cái dạng append query là gì? Append query có nghĩa là chúng ta, thay vì chúng ta nhập dữ liệu đúng không, thay vì chúng ta nhập liệu vào trong một cái bảng thì chúng ta mở cái bảng lên đúng không, chúng ta muốn nhập sinh viên, chúng ta mở bảng sinh viên lên, chúng ta gõ vào đây mã sinh viên, họ tên, đây hết cái dòng như thế này đó, chúng ta nhập dữ liệu trực tiếp thì như vậy. Còn ở đây thì chúng ta có thể thông qua một cái query có tên gọi là append query để chúng ta có thể thêm mới dữ liệu từ bên ngoài vào. Trong trường hợp này câu H1 này là nó họ cho phép mình là thêm dữ liệu gắn trực tiếp luôn từ một cái query này, cho phép mình thêm dữ liệu vào một cái bảng từ một cái query. À, chúng ta gắn trực tiếp luôn, gắn trực tiếp giá trị luôn là mã môn học, tên môn học, số tiết gì đó vào trong bảng danh mục môn học luôn. Đây thiếu nha, thường là cái môn học này nó gồm có ba cột đó, mã môn học này, tên môn học và số tiết đó. Đây thì thiếu cái cột số tiết rồi, chúng ta có thể tự thêm số tiết thì cũng được. Còn câu H2 ấy, thì nó nâng cao lên một xíu, có nghĩa là cũng thêm thêm dữ liệu vào một cái bảng, đó là bảng sinh viên, nhưng mà thay vì cái giá trị này chúng ta gắn cố định ở trong cái lưới lưới query luôn ha, trong cái cửa sổ query luôn, thì chúng ta có thể là hiện lên một cái hộp thoại parameter là hộp thoại tham số để chúng ta thêm những người này vô. Cập số 3 thì chúng ta có thể là cập nhật dữ liệu từ bảng này qua bảng khác trong một cái query append đó. Thì đây thầy review cho bạn xem một câu đầu tiên ha. Câu đầu tiên này thì cũng dễ thôi, các bạn cứ tạo ra một bảng như thế này, tạo ra một cái query mới như thế này. Chúng ta thêm ở đâu? Thêm vào môn học thì chúng ta chọn cái bảng môn học. Đâu quên. Cái trường hợp này là chúng ta thêm từ bên ngoài vô. Khi nào mà chúng ta thêm từ bảng này qua bảng khác thì chúng ta mới chọn nguồn. À, còn trường hợp này chúng ta thêm từ bên ngoài vô mà, từ bên ngoài vô một cái bảng nào đó thì chúng ta không cần chọn nguồn nữa. Đó, thì chúng ta chuyển từ select này qua append query luôn. Đó, append này chúng ta append đến đâu, thêm vô đâu, thêm vô môn học mà, thì chúng ta chọn append to này, chúng ta chọn cái bảng cần thêm đến, bảng môn học, nhấn OK. Đó, nhớ nha, cái trường hợp đầu tiên này là chúng ta thêm dữ liệu từ bên ngoài vô, chúng ta không cần phải lấy bảng nữa. Cái nguồn dữ liệu chúng ta không cần lấy gì hết. Chúng ta chỉ cần chọn append, chọn đúng bảng mà chúng ta cần thêm vào, nhấn OK. Rồi trong cái field này này chúng ta chọn append to thấy không? Cái append to này á, chúng ta chọn cái field mà chúng ta cần thêm vô. Đó, cái field mà đích đến á, mã môn học, tên môn học. Đây là không có nói số tiết thì mình tự phiên mãi số tiết đưa cho nó luôn. Ở đây là field chúng ta cần gọi giá trị vô đây này. Đây, như mã môn học là 12 này. À, tên môn học là, đây là cái mã môn học, nó là số cho nên chúng ta không cần trong nháy kép ha. Còn cái tên môn thì nó là chuỗi thì chúng ta cho nó dấu nháy kép ha. Lý thuyết đồ thị đó, ví dụ vậy đó. Chúng ta cái này nó không hiểu ha, nó không hiểu dấu, nó không 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 hiểu chuỗi cho nên chúng ta phải tự tự cho nó dấu kép vô đó. Mã môn thì chúng ta nghĩa số, tên môn đó, thì chúng ta cho nó dấu nháy kép. Còn số tiết chúng ta tự cho nó một cái số thì như là lý thuyết đồ thị cho nó khoảng 30 tiết thôi. Đó. Ok. Sau đó chúng ta nhấn, nhớ nha, đối với các cái query, append query này, mấy table query này, update query, delete query, những cái query này đấy là các bạn phải nhấn run ha, thì nó mới vô được nha. Đó, nó hỏi mình có chắc chắn là thêm hay không, nhấn yes thì nó sẽ thêm vô cho chúng ta. Ở đây thì không thêm thôi, tại vì cái này thì chạy nhiều lần rồi, nó đã thêm vô rồi. Đây này. Môn học đâu rồi? Đây môn học lý thuyết đồ thị đây thì thêm vô đây. Đó. Thì thêm quá giờ đây này. Thì nó vô giống hệt như vậy. Còn nếu bây giờ thế mà thêm thêm vô thì phải thêm cho nó là mã 15 nha. Chứ là mã 12 là nó sẽ bị dùng khóa. Cho nên thầy không thêm nữa. Đó, sửa đây này 10 15 này. Thì nhấn OK bình thường.
vì tên môn trùng không sang, cái này không trùng nhưng mà cái mã này không trùng là được. Thì nhấn thì ra đây, luôn đây là xong, nó vô bình thường nhá. Đó, thì đây là chúng ta làm append query là chúng ta thêm, nếu mà insert into đó, mà nhưng mà thêm insert into này chúng ta thêm một cái value từ bên ngoài, chúng ta tự tự thêm vào một cái bảng. Đó, thì chúng ta làm cách như thế này. Còn tương tự như vậy đối với cái câu tiếp theo của cái append này á, đó là sử dụng append query để tham số thêm vào bảng sinh viên. Thì cái trường hợp sinh viên này thì nó cũng không khó gì cả, thì các bạn cũng tạo ra một query mới như thế này. Chúng ta không cần lấy nguồn ha, không lấy nguồn gì cả, mà chúng ta chọn append đến bảng nào, bảng sinh viên. Đấy, để nhấn ok. Sau đó chúng ta update tool này, chúng ta chọn các cái field chúng ta cần thêm. Đó. Nhưng mà ở đây thì nó nhiều lắm, tại cái này có nhiều cột quá, nhiều field quá cho nên thầy đã làm sẵn rồi. H2 hát lại đây, hát đây, cái này này thầy biết tiếng Việt đàng hoàng này. Đó, nó nhiều field lắm cho nên thầy đã làm sẵn rồi. Áp vần đây, chọn cho bạn sinh viên đi nhá. Đây, thay vì các bạn thấy không, cái áp vần tu thầy đã chọn đủ các cái field thầy cần thêm đây, tương ứng đấy, đúng cái cột này như thế này. Nhưng mà thay vì trước đó là ở ngay cái ô field này á, thì cái giá trị thầy gõ trực tiếp đúng không, gõ một cái giá trị như là 12 này, list đồ thị này đúng không, số tiết là 30 đúng không, tên môn. Thì những trường hợp này thì thầy không có gõ giá trị ở đây, mà thầy dùng gõ ngoặc vuông, thầy ghi nội dung thông báo như thế này. Đó, tham số đây thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta thay khi chúng ta run như thế này, này. Nó sẽ thêm vào bảng sinh viên, nhưng mà cái giá trị mà chúng ta cập nhật vô cái bảng đó thông qua một thoại chúng ta gõ ở đây là A14 chẳng hạn đó. Ok, tiếp theo là tên, tên tất cả các môn khác, tất cả các view khác nó thêm vào đây. Có nghĩa là giá trị mà chúng ta thêm vô một bảng á, thay vì chúng ta nhấn cố định ở đây thì nó thông qua cái hộp thoại này, thì chúng ta mỗi lần run thì nó sẽ hiện cho chúng ta cái hộp thoại để chúng ta tự nhập một cái người khác vô. Trong trường hợp này thì chúng ta cần nhấn run hai lần thôi. Thì người thứ nhất thì chúng ta nhập được là D01 này, Trần Văn Hòa này như thế này. Và nhấn run lần thứ hai là D02 Trần Minh Thạch. Thì chúng ta sẽ xong được thêm được hai người vô trong bảng thông qua cái tham số. Có nghĩa là nó cũng giống như cái câu trường hợp mà H1 thôi. Thì cái H2 này thì cái giá trị mà chúng ta cần cập nhật vô, thay vì chúng ta gõ trực tiếp cái giá trị vô vào đây, thì nó thì chúng ta cần ghi thêm cho thầy cái tham số, là chúng ta chuyển qua tham số là chúng ta ghi dấu ngoặc vuông ha. Cái nhiều bạn, cái quan trọng là cái dấu ngoặc vuông thôi nha, tại dấu ngoặc vuông chính là cái tham số đó. Còn cái nội dung trong đây bạn ghi cái gì cũng được nha, không ghi gì nó vẫn chạy bình thường, nhưng mà mình nên ghi để mình biết là mình nhập cái gì chứ. Chứ nếu mà bạn, nhiều bạn không ghi rõ ràng là chúng ta nhập sai, nhập nhầm á, thay vì nó hiện tên thì này, đây vì chúng ta đang, vì cái này đang là hiện lên là nhập mã đúng không, nhưng bạn nhập tên chẳng hạn thì không đúng đó. Cho nên nhiều khi mình nhập nhầm, nhập sai. Cho nên thường thường là các bạn nên ghi viết từng minh luôn đó, viết nội dung để người ta biết cần nhập cái gì. Nhưng mà quan trọng là hiện lên được cái hộp thoại tham số đó là nhờ cái dấu ngoặc vuông, dấu ngoặc vuông của cái biểu thức cho này này đó, dấu ngoặc vuông là được, là nó sẽ hiện lên hộp thoại tham số đó. Thì các bạn chú ý như vậy. Còn cái trường hợp số 3 là trường hợp chúng ta thêm dữ liệu từ cái bảng này qua bảng khác á, thì chúng ta cũng tạo ra query mới giống như vậy, để mới như vậy. À, chúng ta chỉ chọn bảng thôi, tại vì ở đây nó nói mình là lấy dữ liệu từ bảng sinh viên mà. Sinh viên mình đã thêm được hai người này nè, hai người mới thêm đây. Đó, hai người hai, sau đó mình chuyển từ hai người này nè vào trong hai cái bảng đã có sẵn đây, là sinh viên Tiên Hát và sinh viên Anh Văn đây. Ý là muốn nói như vậy đó. Thì trường hợp này phải lấy nguồn rồi, lấy nguồn đây, lấy nguồn này vô. Sau đó chúng ta cũng phải chuyển từ select này sang append query này, và cái đích đến chúng ta là gì? Sinh viên TH và sinh viên Anh Văn. Đó, họ muốn nói vậy đấy. Tại vì cái câu query trước á là chúng ta thêm được hai sinh viên mới, thì người ta muốn nói mình là chuyển hai cái sinh viên mới đó thêm vào trong, không phải chuyển đó mà copy thêm á, nghĩa là lấy cái bảng, thay vì chúng ta nhập thêm vô đây luôn thì chúng ta có thể là chuyển cái dữ liệu, nó lấy dữ liệu từ cái sinh viên này này, chúng ta copy một bảng sinh viên từ bên danh mục sinh viên này qua cái sinh viên bên TH và Anh Văn này thông qua cái append query này đó. Thì chúng ta đi đến, chúng ta chọn đây cũng tương ứng này này đó. Thì chúng ta field ở đây chúng ta cũng chọn là field đến là gì đây, bạn thì chọn đây luôn là cái đúp đến, nó tự động nó hiểu luôn, thấy không đó. Đó. Khi mình đúp vào đây thì nó cũng hiểu, tại vì nó tự động nó map ánh xạ được cái mã sinh viên ở bảng sinh viên này, nó sẽ đổ được cái mã sinh viên ở trong cái sinh viên TH luôn, thấy không, nó khớp nhau luôn. Cho nên trường hợp này rất là nhanh này, mã họ, tên, phái, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ, quận, mã khoa, học bổng, học hình lý lịch không cần ha. Đó, ví dụ như vậy. Hình lý lịch đâu có đâu, có chẳng sao rồi, kim vô. Thì khi đó là nó sẽ chuyển á. Trường hợp này thì nhanh hơn ở chỗ là mình, tại vì cái bảng trong cái danh mục khoa, ở cái danh mục sinh viên này và cái sinh viên TH, sinh viên văn này á, nó đang khớp nhau giữa các bảng rồi. À, lý lịch có hả?
họ bảo lý hình hình lý lịch không có, hình lý lịch không có thì mình có thể đi có không, có thì có lấy ha, không có thì thôi ha, thì nó có thì mới ra nha, đó nó có thì nó khớp nhau ha, không có thì nó không có đâu. Thì trường hợp này nó hiện lên như vậy là chứng tỏ là hai bên nó khớp các cái field rồi đó. Thì chúng ta chỉ việc là nếu mà chúng ta nhấn run á, thì nó sẽ chuyển tất cả cái CV này vô luôn thì cũng không đúng. Cho nên khi mà bạn nhấn up button query chứ bạn phải ghi điều kiện ở đây là gì, mình phải tìm được coi là hai cái người, hai cái sinh viên mình vừa mới nhập vô có cái mã số bao nhiêu, thì mình chỉ lọc tìm đúng cái người mà cần cần thêm vô. Dạy tin DH này, mình ở đây mình đang thêm từ sinh viên qua cái bảng sinh viên TH mà, cho nên mình cần tìm cái người là D02 thôi, lấy đúng cái người D02 đó, chuyển từ cái D02 này này, D02 này ở bảng sinh viên này, chuyển nó qua, không phải chuyển, nó không phải mua để chuyển đâu, cái là copy thêm nhân bản thêm á, sao chép thêm á, một người nữa ở bảng TH này. Nhưng đó, cho nên chúng ta trước khi chúng ta nhấn run thì chúng ta phải chú ý là ghi điều kiện vô, là có nghĩa là chúng ta cần lấy đúng cái người cần sao chép rồi, cần sao chép đúng người thôi. Nếu mà bạn mà không ghi điều kiện này vô thì nó sẽ dạ như CVTH này á, đang là hiện giờ mấy người đây, 7 người đúng không, mà chúng ta mà không nhấn điều kiện vô thì nó sẽ cộng thêm bao nhiêu người nữa, sinh viên hiện giờ đang có 19 người đúng không, đó nó sẽ lấy đúng 19 người này, nó chép vô trong đây là sai ngay đó, chép vô đây là 19 cộng 7 là 26 là sai đó. Còn nếu mà mình ghi đúng điều kiện là D02 không thôi á, thì nó chỉ tìm đúng cái người D02 này nè, D02 đâu đây, D02 đây đó, đúng người D02 này nó đưa thêm vô trong cái TH này đó, ý là muốn nói vậy. Ở đây thầy đã chạy rồi, nó đã thêm vô rồi ha, thêm vô rồi đó, chứ không phải tự dưng D02 nó có này đâu. Thì nó thông qua cái app bần query này nó sẽ tìm đúng người, sau đó nó thêm vô, mà cái nguồn dữ liệu là chúng ta lấy từ bảng sinh viên rồi chúng ta áp bần vô đâu, áp bần chúng ta thêm vô cái bảng TH này. Và tương tự như vậy là đối với anh Văn ở đây, thì review lại cho bạn xem này, đây này thầy làm rồi ha, đây này áp bần H3 đây đó, D01 đây, ở đây H3B, D02, D02 đây đó. Lấy dữ liệu từ cái bảng sinh viên áp bần đến TH, cái này là đến anh Văn đây, D01 đến anh Văn đây đó, áp bần như vậy. Nhớ nha, cái này có ba dạng, ba cách ha. Cái thứ nhất là chúng ta dùng trực tiếp, chúng ta gõ trực tiếp cái giá trị vào trong cái field này luôn. Cách thứ hai là chúng ta dùng tham số cái này, chúng ta thêm dữ liệu vào một cái bảng mà chúng ta dùng tham số. Cái trường hợp thứ ba đó là chúng ta thêm dữ liệu vào một cái bảng mà dữ liệu đó chúng ta lấy nguồn từ một cái bảng khác đó, thông qua như thế này đó, chúng ta cũng có thể tham khảo thêm ha. Đó là cách thứ ba, ba cách để chúng ta thêm tương ứng với ba câu ở cái query h app query đó. Thì cái query ở cái clip tiếp theo này thì thầy hướng dẫn các bạn hai phần đó, đó là update query với app query thôi ha, cho clip nó ngắn lại ha. Rồi thầy sẽ ra thêm clip tiếp theo là phần y và phần re ha. Đó thì xin chào các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác.